Thưa quý vị, chào sáng nay phát biểu chỉ đạo tại phiên họp lệ kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2024, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đề nghị các sở ngành địa phương tập trung quyết liệt cho tăng trưởng khu vực hai, cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quả. Trong tháng 7, bức tranh kinh tế của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng 5,68% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.800 tỷ đồng, Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai. Đến nay đã chi trả bồi thường gần 1.100 hecta tiến độ các công trình trọng điểm cũng được đẩy nhanh. Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, song Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại. Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Số lượng doanh nghiệp giải thể tăng cao, tăng 37% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tuy có phục hồi nhưng tốc độ tăng còn khá thấp so với yêu cầu đề ra. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương ra ra kế hoạch rõ ràng và giải pháp cụ thể để tập trung quyết liệt cho tăng trưởng khu vực 2. Khu vực 1, khu vực 3 của chúng ta thì nó cơ bản nó ở mình muốn tăng nữa thì nó cũng tăng cũng rất là khó nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta duy trì và tăng trưởng ở mức cao nhất khu vực 1, khu vực 3 trong từng tháng. Riêng khu vực 2 là chúng ta phải tập trung quyết liệt cho khu vực 2. Sở kế hoạch đầu tư các địa phương các chí phải quyết liệt tập trung xây dựng kế hoạch để cho tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 là tập trung cho khu vực 2 này quyết liệt, tập trung vào cái gì, lĩnh vực nào, ở đâu, địa phương nào các Thủ tục hành chính cho doanh nghiệp hay là tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp hay là mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Phải nói rõ từng nhóm trong cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh này để chúng ta tháo gỡ ra. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út cũng yêu cầu ngành chức năng tham mưu triển khai ngay công tác đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các quyền có nguồn thu dưới 50% tăng tốc thu kịp thu đủ chỉ tiêu cả năm 2024. Riêng đối với lĩnh vực đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết quan điểm sẽ điều chuyển chốn các dự án chậm giải ngân. Thì trong tháng 8 này nè, các đồng chí rà soát hết là các uh, chủ đầu tư và các đồng chí sẽ điều hòa vốn ngay trong đầu tháng 9 này các chủ đầu tư nào không triển khai được mà nguồn vốn nó thẩm quyền của tỉnh các đồng chí chủ động tham mưu chủ ban nhân tỉnh điều hòa các nguồn vốn này ngay không phân bổ vốn cho các chủ đầu tư đang giải ngân thấp và hai chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công cuối năm địa phương nào chủ đầu tư nào không đạt không xét đưa vào tiêu chí là cơ sở đảng trong sạch những mạnh tiêu biểu. Cũng tại kỳ họp lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt ra yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch về tính chỉ carbon và xây dựng lộ trình không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.